Hai team đã giao lưu rồi thì còn một team nữa thì mời team còn lại em có thể gửi tên tiếp mục giao lưu của các bạn. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Đạt và đây là Bảo Bảo. Bọn mình đến từ team Vulaji, hôm nay đến đây giao lưu với mini show thương của team đáng yêu, thì bọn mình xin được đóng góp bài hát Đến và Hoa. Sau đây bài hát xin được bắt đầu. Em bị trói chặt không mảnh và che thân, cố gắng tìm thật nhanh một lối thoát, nhưng dường như hơi thở của hắn đã sán đến lại gần. Những vết cứa trên da vết tím bầm nói lên để nhắc nhở vì sự thật tàn nhẫn. Em bây giờ chỉ còn là chiến lợi phẩm cho một kiếp đầy hoang dâm. Em chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiền, thế nên anh làm em sao xuyên. Một lời em nói trong đêm mang tới mây đen, vội lắm đi cho anh mất tầm nhìn. Giờ thì cần gì nếu và hoa, vì em cũng chỉ đến rồi xa. Vậy thì cần gì nếu và hoa, khi chính em là một món quà. Vậy thì cần gì nếu